con ngày mới vui vẻ hạnh phúc. Giá cà phê thế giới giao dịch sáng nay trái chiều. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại sàn London giao tháng 1 năm 2022 quay đầu tăng mạnh 2.439 USD sạc tấn ghi nhận tăng lên 0,33%, tương đương 8 đô la Mỹ. Giá cà phê Arabica giao tháng 3 năm 2022 tại sàn New York quay đầu giảm xuống mức 234,75 Mỹ sen sạc bao, giảm nhẹ 0,89%. Cập nhật bản giá cà phê hôm nay 21 tháng 12 cho thấy, giá cà phê trong nước phiên hôm nay tăng mạnh 300 đồng trên kg tại các tỉnh, thành. Giá cà phê thấp nhất ở Lâm Đồng hiện được giao dịch ở mức 40.800 đồng trên kg, cao nhất ở Đắk Lắk 41.600 đồng trên kg. Bộ Công Thương cho biết do ảnh hưởng của việc vận chuyển nên rất nhiều đơn hàng của doanh nghiệp Việt Nam đã bị đối tác EU hủy và chuyển sang nhập khẩu từ các thị trường khác. Dự kiến chuỗi cung ứng trên toàn cầu sẽ còn tiếp tục đối mặt với rủi ro tắc nghẽn đến cuối năm 2022.